Ok, hôm nay anh em. Tối hôm nay này một con game mới. Canavigo. Game này rất là nhiều phây vung nha. Canavigo hả? Giá 10 đô trên Steam. Game thì mới ra mắt khoảng tháng rưỡi thôi. Hiện đã có hơn 600 đánh giá rồi, rất là thành công luôn. Anh em nhìn là thấy toàn quay vu không thấy không? À, G3. Waifu này nó sẽ biến thành những cái chiến đấu cơ, những cái cỗ máy mét tấn công nè. Trong mấy con game khác thì biến thành tàu thủy chiến đấu cơ đầu, còn game này biến thành mấy con mét robot. Thì cơ bản đây là một game indie có giá 10 đô thôi, nên anh em không thể đòi hỏi quá nhiều thứ được. Đó, nhìn cái hình này là thấy game ấn tượng chưa? Nó cũng thuộc dạng bắn đơn giản như thế này thôi. Ngoài ra thì cái chủ yếu là mình quản lý, xây dựng và sinh tồn. Đó. Đây, top down shooter nè. Map là global nè, shooter mà laser nè. Tower defense với view time tactics nè. Nhưng mà không phải team bay nha. Mình có thể chơi thoải mái. Nói chung thì game này cũng dạng là cho anh em ngắm waifu là chính. Đó. Thậm chí có cái ạc tay mà vẽ trên giấy phác thảo trước khi lên 3D luôn nè. Rồi, vô game. Unlit. Unlit. Game đã review nhưng mà vẫn nhà phát hành vẫn tiếp tục update các phiên bản đầy đủ nha. Nhưng mà sẽ tập trung nhiều vào cái phần fix lỗi và tăng trải nghiệm người dùng. Nếu có cái vấn đề gì thì có thể lên liên hệ với group WeWe, game này của mấy anh Trung Hoa hàng xóm chúng ta. Girl. Đó, Cavendiger mới vô bấm vô là nói cái tên game luôn. Giống một phím để bắt cầu. Có cả mod luôn nha, game này hỗ trợ hơi bị nhiều đó. Cái này ngôn ngữ, cái này chắc phép bách quá. Rồi cái này là cái voi. Anh em muốn voi nào? Voi gốc luôn tiếng Trung thứ hai. Ủa, không có lót. Đây là tôi ghi mod. Đây, chúng ta đi từ cái lót 3 thứ hai. Em này đang cầu nguyện một cái viên ngọc sáng lên. Wow. Nhìn này bốn nó sáng rồi. Bố đường đây. Thi thoảng thì nó có thể bị lỗi vậy thôi. Đừng buồn. Gửi Magi ra một chiến trường hả? Tức là dạng như thức tỉnh như siêu năng lực đó. Biên giới đã đóng rồi. Gia đình thì mất. Tốt nhất là ở nhà đi. Hôm nay có ước mơ ra chiến trận mà ông bố thì cản vậy. Đương nhiên rồi. Nếu cô ấy thì không sẵn sàng trở thành một phi công, chưa kịp động nữa. Thôi ở nhà em ơi. Rồi xong rồi. Đây là cái buổi huấn luyện đầu tiên của mình. Vui lòng tập trung vào các tất cả các hệ thống. Gì chậm như gua vậy? Rồi, đi chậm như gùa luôn nè anh em nhìn nè. Rồi bị lóc ở mà FPS gì ta? Không có chỉnh FPS rồi hay có 60 à. Control là vô chế độ phòng thủ.
Rồi, giờ chúng ta bắt đầu một cuộc chiến thực thụ. Cái con này nó trâu hết á. Thì sao? Chỉ huy. Lương cơ bản là 70. Trời ơi, bẹo rồi vậy. Rồi, mấy chỉ số tổng cộng là 11. Làm giống như chiến tranh quá ha. Được vẽ mà rất là chi tiết luôn. Chỉ có thiếu cái là lên màu thôi. Tóc tay còn gàng vô em ơi. Thông báo là bị thương gì đấy. Vào đi. Đừng có đực nha. Game này tốt nhất là nên là nữ thôi. Rồi xong. Chiến binh Magi. Tôi nhận lời nhắn về anh trai của tôi đã bị thương vào sáng nay. Anh hay em trai không biết nữa, chắc anh trai đó. Chúng tôi cũng nghe điều đó rồi. Quân địch thì đã phá vào cái cổng vào chiều ngày hôm qua. Công thành đó. Thúc thúc chưa vừa thôi ông nội ơi. 3 giờ chiều đến cái đó để mà kích hoạt cái con Gobo của mình. Đến cái mà Armor for game. Rồi hoàn thành cái nhiệm vụ 100 ngày đó. Niềm tin à. Ông đưa tôi ra tiền tuyến là bắt tự sát rồi. Liệu chúng ta có sống đủ 100 ngày không? Thôi chửi nhiều quá, chửi nhiều quá, tôi dùng cái tool dịch cho nó nhanh. Đây. Đọc cái đau đầu thôi. Hiện ra, đó. Tôi vừa mới được chuyển đến đây vào ngày hôm qua. Làm gì có số 2 ở đâu mà nó nhét số 2 vậy ta? À, dấu phẩy nó dịch ra số 2. Tôi đứng muộn một ngày. Thì cái này là coi như là ông sĩ quan chỉ huy của mình đó, ông nó đột một ngày thôi. Đây 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 đây, mình có gì phép ai tầm là 3 đô. Trời bắn bán nạn ngoài đường gì mà nó cho mình 26 đô không? Cái này là cái trụ xây, mình có thể xây cái tốc độ nhanh hơn 15%. Không. Cận chiến con không chơi luôn, độ bền thì cũng được, nhưng mà giảm 200 tốc độ di chuyển. Cái này là giáp giảm 200 tốc độ di chuyển luôn. Đạn thì tăng 4 tầm. Bèo cái gì ta? Holy shit. Hỗ trợ lên tới 10 lót cái vũ khí này chuyển qua cái loại cận chiến hả? Không biết có nên bui cận chiến không? Gối quá, gẹp gối quá. Cái này là vật phẩm ném. Cái này vũ khí chính, cái này vũ khí phụ. Bao nhiêu cái chỉ số đó đó trời ơi. Ôi trời ơi. Ủa hai cái này y hệt vậy? Trọng lượng 300 kg, calibre 19 mm, độ bền, có độ bền đó, bắn hư lỗi mặt ra sửa luôn đó. Này là cái gì? À cái này là mấy anh dev là anh đưa vô đây để anh nhập cái mã code vô. Mình nhập được không? Được luôn em xin anh ơi. Nhập thử hay hả? Cái này là không phải cố tình. Giá 25 đồng mà bèo quá. Cái súng của mình có 20 à. Đam 200, mắt chót 1.
Có cái nào xịn hơn không anh? Chơi gì mà mấy anh, cái này là tính năng nha. Tính năng chứ không phải là lỗi nha. Không phải tôi gian lận nha. Thôi, chơi nhiêu đây được rồi. Men em nhanh hả? Em nhanh nó là cái gì? Đây là cái vũ khí dẫn ném mà, cái này lựu đạn không phải dẫn ném mà. Không biết, thôi. Sao ghi anh. Cái này là những cái hồi nãy thôi. Bây giờ qua ngày kế. Em ti lần sau. Đau, đau em. Tổng cộng 20 nó trừ sạch của mình hết rồi, lương có 70 à. Bên cạnh đó thì tôi muốn nhắc nhở bạn vàng, muốn nhắc nhở là cái gì á? Là nó đang hướng dẫn mình thôi. Hai cái khẩu ngắm của mình hồi nãy gây qua quay lại đó, là nó cái khẩu pháo chuột trái như chuột phải thì nó cũng hiện cái tầm phạm vi vào với khoảng cách luôn, hướng dẫn cơ bản. Này là cái gì? Đam nổ mô đun, đam nổ thì 25%. Này gắn đây không? Gắn đâu? Loại là foot foot chứ này. Foot là cái chân, hỗ trợ tốc độ di chuyển 20%. Cái này tăng cái tầm đạn 400 đây phải không? Không. Nó thuộc cái dạng là weapon. Đây. Mình có thể bán đồ được không ta? Bán được có 12 đô á. Thôi. Mình gian lận tí cho em ấy đỡ mà cực khổ quá. Outfit, outfit à. Ủa. Này mini quá vành mà. Cái món này tên là cái gì ta? Để mình gọi nó ra. Thôi đi thôi. Sang ngày 3 đã. Quay đầu đi em. Bữa sân của mình nó không quay đầu. Không quay đầu sao mà bắn. Rồi xong luôn rồi. Cái này của mình nó không có quay đầu qua rồi. Sao kỳ vậy? Kỹ sư em bị lỗi.
cái mà tầm ngắm của mình nó chỉ ở dưới luôn rồi, chỉ có đi thẳng đi dọc được rồi, không quay ngang được. Không biết là lỗi bết hay là do bị cái gì nữa, nó phá cổng đây nè. Giờ đang lâu quá chứ. Rồi chắc nó trừ ổ gì đó luôn mình rồi. Cuộc sống đã khó khăn rồi mà còn đối xử với nhau như vậy nữa. Một số cái cư dân bên trong cái cổng á thì đã phàn nàn về cái tiếng ồn trong cái giao tranh của mình, lũ đảng đó. Mình đi bắn mình cứu nó muốn lòi con mắt mà ông sùng nó cũng không chịu nữa. Vui lòng mà giảm cái âm lượng xuống và đừng có làm phiền đến họ. Khốn nạn, mình bán mạng ra chiến trường mà nó la ồn ào vì tiếng súng. Xin tiền. Còn 31 đồng như đó, bèo gì. Cù bắp, cây này đúng cù bắp luôn. Kinect weapon này, xe bóp weapon là cái quái gì đó, đọc chả hiểu gì cả. Ủa? À cái này vẫn là cái weapon thôi. Kinect chắc là đạn đạo. Bây giờ trọng lượng nặng quá. Trọng lượng nặng thì phải làm sao? Trời ơi, con chiến đấu cơ gì bèo bọt kiểu gì nè, không được, nặng quá. Có cái thanh báo nào chỉ số trọng lượng không ta? À đây đây đây, cái tua ghép của mình quay là hồi nãy nào quay không được là do nó quá nặng, lột ở trên dàn chuồng còn mỗi vũ khí thôi. Hơi hơi em tôi nó khổ. Nào quay được rồi nè, có một cái súng một ra chiến trường.
thấy đỏ đỏ là gì? Để chết lũ đảng. Rồi đợi em nó dài đạn nữa. Không. Thắng lợi là, thật hào là. Chúng mình là hào hào là. Được 29 đồng. Lại cái phàn nàn gì nó đây. À bây giờ mình có thể là quản lý được cái thành phố phòng thủ này rồi. Ok. Ồ cái này màu tím nè. Hay là màu sắc này nó có liên quan không ta? Thì cái này màu vàng lắm. Màu tím đây. Những cái này màu xanh lá, màu tím. Giảm 12% tiêu thụ năng lượng. Tốc độ dài đạn trừ 3%, độ tẻ thì 3%. Đâu rồi, đồ mới mua đâu. Nó còn cái chỉ số gì nữa ta? Phải là có 10 lót thì mới mang được cái weapon này vào. Theo nó nói là như vậy. Lên giá rồi. Hai bốn sáu bảy bảy lót là xong chơi. Heavy rồi phải có like chứ. Đây nè cái đèn pin là cái gì vậy ông cốc? Họ đến mục tiêu gần hơn rồi mà. Gan 27, đam 700. Cây này thì đảm 1250. Tốc độ 8000. Tốc độ 2,5. Cây này có 750 kg thôi nên nó rất là nhẹ. Cây này nghèo 1 kg lận. Caliber 120.67. Tốc độ di chuyển trừ. Quay con này quay rất là chậm luôn. Trừ 10% luôn. Đó có chữ like nè. Nhưng mà sao đây tìm chữ like không thấy. Có cái súng gì khác không trời? Đây, một đống súng của chúng ta đây rồi. Cù bắp, cù bắp, cù bắp, cù bắp. Mấy
Weapon, Enchanted Module, Power, xuống dưới cái chân. Ủa? À mình có rồi, nó không cho anh chụp cùng loại. Game này chơi đau đầu hết đó nhá. Vô quản lý thành phố có cái gì nào? Cái này là đèn đường tín hiệu, phòng thủ ở diện rộng, nhưng mà gắn vô đâu? À đây, cái này mìn này giá có 6 đồng à, cái này giá 60 đồng nữa. Cái này có gọi đồ ra được không anh? Em muốn gọi đồ như hồi nãy vậy. Mua hết đi, cần méo gì quan tâm ba cái khác. Đây, cái này là mềm của mình phải không? Cái này được, cái này ngon. Lương 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 34 đồng. Hên là mình có lậu á. Chứ không có lậu là không có lương đâu. Đây nó hướng dẫn mình lắp mấy cái module vô thôi. Một cái medium vest á. Cái này á. Đây nè. Giảm cái năng lượng khi đốt của mình 12 10%, 12%. Cái gì? Nó có quân luyện mình đó. Nếu vũ khí của bạn thì có lượng đạn thấp á. Rồi chủ yếu là cái vũ khí xuyên giáp thôi. Răng đây à? Người răng đây. Tại sao? Nó xanh ở chỗ này mà. Hai trăm rưỡi tiền. Trùng nhau này không được. Nặng rồi, nặng rồi. Ơi đi thôi. Này hình như mình có rồi. Đi thôi. Magi Ganger. Ai cần cho là sao? À để máy nó tự bắn giùm mình đó. Lúc này mình chỉ tập trung vô quản lý thôi. Chat GPT nó bắn giùm mình. Sót GPT. Bắn đi chứ em. Ê. Ôi bắn được, bắn được. Tính đâu nó AFK là báo đời tôi luôn.
cố lên em. Đó AI đâu phải bắn gì chứ, làm sao hồi nó trừ sạch lương cái báo nữa. Tiếp tiếp tiếp, winning full, chúng ta đã chiến thắng. 40 đồng rồi nó trừ tiền coi nè trời. Cái còn gì đây, chọn đồ khó hả? Bây giờ mình bắt đầu được sử dụng cái vũ khí ném này nè, dẫn quăng á, thâu in là dẫn quăng như là lựu đạn hay là cái gì đó. Sử dụng chuột chữa để ném hả? Tôi ghét nhất là cái vụ này đó. Đây lựu đạn đây. Cái này là cái vũ khí. Ồ ồ ồ ồ. Sao tự nhiên bây giờ lên nó hiện đại quá vậy? Máy bay không người lái. Mình bây giờ có thể sử dụng cái con Deagon đó rồi. Ngon rồi đó. So sánh với mấy cái con mà mecha khổng lồ thì cái phạm vi và cái mức độ hơn cái mà cái gì chỉ số máu của con Deagon thì nó sẽ yếu hơn rất là nhiều lần. Mình có thể nâng cấp cái con đi coi này trên mecha ở đâu đây hả? Không, này là cái kho hồi nãy con đi coi đây 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 quýt tôi đi coi đây. Cái này là dạng Kinect với Guigan. Còn cái này mày chiêu hả? Bia sót hả? 30 đô, nhẹ nhàng. 60 đô, 90 đô. Ui, tận răng cho em luôn đó. Nó không có xét được bằng tiếng Anh nên là mình không có thể chơi gian được. Đi con nên nhanh kịp đi nào. Đây hả? Chiến khoa hoàn thành. Sáu là bảy là tám nè, chỉ mấy con này hết xài được rồi. Một con giá 1000. Thank you.
Thôi đi thôi, chúng ta là hình như gian lận hơi nhiều rồi. Ngay thì không có cái gì để thêm cả. Ê ý thôi nè, bốn con đi coi hồi nãy mình mua ra nè. Bắn gì ảo mà phết gì. Ê này, ê chết rồi. Vãi. Áp cả auto win luôn. Có thưởng gì không, có thưởng gì không? 46 đồng mà được 100 mà nó phạt lên bao nhiêu rồi nè. Bây giờ lựa chọn cái quân địch để mình có cái phần thưởng thêm. Đây có thêm cái gì mới đây. Sử dụng cái đòn tấn công nguyên tố là một ý tưởng mà rất là thông minh. Ví dụ vào ngày mưa thì kẻ thù có thể bị ướt, đấy là một cái điểm quan trọng. Nếu bạn sử dụng cái vũ khí làm lạnh thì nó có thể đóng băng kẻ thù. Ồ, ngon. Nhận được cái bom băng. Bom băng đâu? Đây hả? Đâu? Oh, Neighbor nè. Cái này mình có chưa ta? Ê, bây giờ là mình mua mỗi cái hai cho 20 á. Không. Chào khoa hoàn thành. Đây cái bơm băng này. Thêm lock nữa. Thành phố thì chắc chưa có gì đâu. Thôi chúng ta đi tiếp, lần này tự bắn. Chú qua, chú qua. Sáu mươi hai đồng. Game này mà nó không có chỗ công cụ debuff sẵn trong đó là chắc hỏng máu mồm luôn. 100 đồng. Cái gì đây? À, em nào to hơn? Của em nào mạnh hơn chứ anh? 23 tuổi, 27 tuổi. Gobo gì mà bự gì. Con này thì thiên về cận chiến. Mấy cái này là mấy anh Trung Hoa ảnh lười mà làm cái giao diện UI UX á, chứ đầu tư vô con game này rất là ngon luôn.
Phong Chỉ Huy này nhẫn nhẫn mà gái bay quanh suốt nha. Mình thì đã có thêm một cái đồng đội mới, đã được add thêm vào cái team của mình. Nhóm của mình sắp được luân chuyển về cổng số 0, nơi mà có cái địa hình rất là khó khăn cho một cái chiến binh vùng đủ. Khổ gì. Ai bom nãy mình có rồi. Mình phép xúc đi là sao? Do có thêm một cái đồng đội mới á, nên là cái mệnh lệnh dành cho mình. Rồi, nói chung mình mới mua thêm được mấy cái phụ kiện để thiết lập cho cái đồng minh của mình. Đâu? Ghế mới đâu? Chào khoa hoàn thành. Không xài được cái nào hết. Nó chỉ đi với vũ khí hiện đại thôi. Thành phố cũng không có gì gắn. Ủa? Đây, cái em xanh của mình đây. Vậy theo cái kiểu này thì 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lót nữa. Quýt chưa tin theo là sao? Rồi, chúng ta đi sang ngày mới. À, tức là máy nó sẽ điều khiển lại cái em mà kia. Giờ mình mỏng manh lắm nha. Thì ra nó bắn mình giật màn hình luôn. Má ghi cứu chị. Để má ghi em áp cao đây. Nó tới rồi má ghi ơi. Đó. Không có lựu đạn để ném nữa. Được cái em xanh này cơ động hết á. Bắn nó mà ghi. Súng em này giật kinh hoàng luôn á. Không chưa? Đó hả? Ê da 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 da. Chú mi là xã hội là có tiền rồi, có tiền rồi. Cái đầy cái ống này là mình được lên cấp không?
Cái nào cũng 90 cả. Chơi cái này đi. Rồi, ông này. Đừng khiến tôi phải sai. Tôi chỉ muốn nhắc nhở là bạn phải chăm sóc và quan tâm các thành viên trong cái đội ngũ của mình. Bạn có thể gửi quà cho họ trong cái giao diện cá nhân. Ok. Không cần đâu. Hay tầm dạng gift đó. Đây, đây là cái quản lý giữa cái thành viên phi hành đoàn nè. Bây giờ trụ sở thì cho mình honor là cái gì? Danh dự không? Một cái quy chương danh dự. Wow. Làm sao để gửi quà cho em nó được. Ăn bánh quy vô không em? Bánh quy nữa nè. Sao cứ trừ 7 là sao? À, cái này là dạng như cái điểm mà nóng giận hay gì á. Sát thủ, sát thủ. Súng càng. Càng thủ, em này là vũ khí cận chiến mà. Cái này là cái điểm danh dự à. Lên tim nào. Tiếp. Chị giới tiền thì anh chip ra nhiều lắm. Trời ơi. Coi gì. Cái game này có chỉ số 18 cộng không ta? Thôi, 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 để dành, để dành. Ủa sao em phi công chính của mình là không có tí kinh nghiệm nào vậy? Gần đây tôi đã có một số cái gì đó. Lấy đi một ít đi, tôi không cần nó nhiều đâu. Em nó tặng quà lại cho mình. À, chỉ giá 10 tiền. Được, mấy em sống tình cảm với nhau thì tốt. Bên cái này mình cũng chả có gì. Làm sao để chọn qua em kia ta? Ủa đây nè. Em nói xài là cái neighbor này nặng 300 kg à. Làm sao để lên được 6 lót cho cái đó. Một quyết định chính xác. Cái gì đây? Cây cưa máy. Dragon chưa có con nào cả. Rồi em nói mấy con luôn. Hôm nay thì thiên về vũ khí cận chiến. Kiếm ánh sáng hả? Saber hả? Đây. Cùi quá vậy?
Tại sao mà 5 lót mình không gắn được cái lót nào? Cái này 6 lót. Không đặt được cái gì vô luôn. Cái lót này chỉ có thể băng đạn và những cái fear shot weapon thôi. Cái của mình là neighbor kia tép. Em kia của mình có cái gì ta? Power đồ đó hả? Ngon. Tăng cơ của chúng ta là phải gì chứ? Rồi đi thôi. Giờ xài em Maggie đi. Đi sáng chuyển qua vũ khí cận chiến đi em. Đó, lướt lên như một di thần đâu. Mỗi bên em xanh thôi. Em đã lùa địch vô góc. Không ai có thể cản được chúng ta. 30 điểm danh dự được 99 tiền. Đại cái gì nữa đây, mỗi ngày ông cho một cái à. Cái cơ sở gì đó nó thêm mở cửa nữa rồi. Mình có thể là đưa cái nhân viên vô để có thể tạo thêm tài nguyên của nó. Bán gì không bán thì bán cho đèn pin. Đấy à. Là sao? Chả hiểu cho lắm. Đây, vô tặng quà cho em đó. Cái dạng này dạng như điểm chết vậy. Chịu ấy nè. Nhi xiang na hu qu ye xing. Cái magi của mình là không lên một điểm nào luôn nha. Tại sao?
Thằng quà như em nó lên team với mình. Thank you. Làm sao để lên team nữa? Có cảnh 3 chấm nữa thì còn cố gắng. Cho mà gắn được neighbor không vậy trời. Cái gì đấy? Sử dụng cái mà hệ thống này sẽ tốn 5 điểm. Nên mình có muốn là đi tiếp ngày đó không? 15 đô. Game này mấy anh dev mà không có cho cái công cụ kia là cài lòi mắt luôn á. Ủa cái này em ghi của mình mà. Ủa em sign của mình mà. Mày ra đây gì tụi bay ra đây gì? Sức mạnh của chúng ta là bất diệt. Rồi chuẩn bị đánh boss đây. Rồi xong được nghỉ ngơi 3 ngày. Cuộc sống mà tối ngày chiến đấu là súng ống không vậy? Cái Intel của mình đã bắt đầu mở cái cửa kinh doanh vào ngày hôm nay. Mình có thể đến đó và lấy thêm thông tin về cái quân địch sẽ xuất hiện vào ngày mai. Ok. Get get này là cái gì ta? Đi chăm gái cái đã. Ok. Muốn mua rượu phải không? Cho mua rượu luôn. Tôi có thể dùng đây làm sao? Chung sướng cho em. Phải trừ 3 điểm có tốc độ di chuyển là vì uống rượu, nhưng mà giảm được cái điểm mà gan lót này, dạng những cái căng thẳng chỉ số sợ chết đó, giảm đi 50 nữa. Ủa mà ghi lên cấp nè. Làm sao mà lên team được em nó ta? Game này nó dạng như tán gái luôn mày. Đây là cái quân địch ngày mai. Chi tiền để dừng cái quân này không cần đâu. Mình mạnh mẽ lắm. Một quyết định chính xác. Cho em nó con đi coi đi, con ở giữa đi. Ủa, tháo ra là mất à?
Cho em con nào. Mình có giới hạn là 2 trên 10 vậy. Ok. Chả biết là cái gì, nhưng mà đi đánh boss thôi này. Mình đánh đi. Lên chan ơi, bên đây nào, hướng đông nào. Trời mưa quăng cái mà lựu đạn băng giá cho nó đông băng luôn. Có phải mình lao vô cái đống mìn mình chết luôn rồi. Nó phá nhà sao nói. Ôi ơi đánh boss mà đi đập vô cái đống mìn này. Có lót không? Có lót không? Không có lót gì em mày. Rồi kiểu này ăn đơn phàn nàn nữa. Xem xanh của mình không bêm nó ta. Coi, thằng bêm được nó rồi. Có thằng bọc hổng nè em ơi, dễ. Lựu đạn cái này cái đống mìn nãy không biết bay vô, làm nổ phát đi luôn. À gì điều khiển gì ngu quá vậy. Dễ. Dướng cái tường rồi xong mà bắn. Rồi tôi uống cà phê đây. Mất niềm tin về em xanh quá. Hồi nãy hình như có nút nào để mình chuyển qua mà cái chế độ điều khiển đó ta. Sắp bể mẹ cổng rồi. Rồi bể kìa. Rồi nữa hả? Trời em nói lao thẳng vô địch. Gần quá là mấy con đi coi nó không bắn gì vậy. Mà game đèn này nên để làm auto battle nó ngon hơn. Tức là mình nuôi mình quản lý mấy em gái này xong rồi thả ra. Đây nè. Thả ra chiến trường cho mấy em nó tự đánh. Mình không cần phải điều khiển con công. Này cái cưa máy nãy mình mua. Về nhanh trời. Tôi thử hết nút trên bàn phím rồi. Nó cứ từ từ đúng mệt luôn. Ngậm cái tay lên. Thôi ra đọc báo luôn. Đó. Trời ơi. Còn nữa hả? Tốn thời gian vãi.
đập vô trái bom cái bây giờ tốn gần 10 phút cuộc đời. Nhìn nó bị đốt luôn rồi. Rồi bây giờ chơi tụi này. Coi chừng dính bom nha. Dính bom cho Magi cái là đi luôn á. Dính thiệt kìa. Cũng may là giáp châu nên không sao hết. Nữa hả trời. Lâu dữ. Rồi, lên trên lên. Lên trên em ơi, còn có mình đó à. Đi cái đường này coi chừng dính lưu đạn đó. Ngắm trước. Nhận lên. Cái này là cái quái gì vậy? Lâu qua mà bem nói cái đi. Đó. Mê chán gì phải trừ 2000 mấy. Còn không đồng luôn. Giờ mới đánh boss nè. Hồi nãy là chưa có boss nữa mà vẫn nhầm rồi. Bây giờ báo động. Lực lượng thì nó tấn công vào cái cổng vào ngày mai. Có được cái thông tin tin tức rồi. Không có mấy cái, không có mà cái bộ phòng thủ gần ở cổng chính. Nên quản lý có phát phòng xây dựng cái bộ phòng thủ trong thành phố ưu tiên hàng đầu. Thành phố của mình ở đâu ta? Đây đây đây. Thôi, không cần biết quân địch đâu. Lần này mình sống rồi. Tôi có thể dùng đây làm sao? Em này lấy hẻo mất. Ok, San baby. Mấy cái này đi cho nhanh lên nha San. Đừng có lề mề như nãy nữa. Ủa, quá tải nha.
Ồ, oh, boss đây. Coi chừng dính bom. Gọi nữa thì là sao? Sao mình chết nhanh quá vậy? Lại bắt đầu ngồi coi em sao anh quẩy nữa này. Đó, bỏ ra mà cái trọng lượng nặng quá thì bây giờ em nó quẩy như con đành đạch luôn. Mà sao mình chết nhanh với ta? Rồi bay qua chơi em nó đó. Bay qua chơi nó đi em. Ừ. Nó nhìn người ta bắn thấy ham không? Còn mình ra cái là bốc hơi, chả hiểu đời sau luôn. Một chiến thắng dễ dàng thiệt. Rồi, sửa Gobo cái sạch tiền nữa. Được 3 ngày nghỉ. Cái gì đây? Dạng như một cái cửa nó mở trên cái tường nhá. Ồ. Lại bắt đầu tay máy à. Em này giống cái em tóc xanh nãy quá gì. Chơi cái anime vô luôn trời. Người giống cái đoạn trailer nãy á. Coi lại lần nữa đi. Cái này nó đẹp hơn nhân quế một tí. Em này hơi đẹp nha. Nè em xanh của chúng ta nè. Tóc vàng này thì hơi gô ly một tí. Còn em này thì quá khủng rồi. Bôi nặng nặng. Giờ sao là mình chán vậy đó à? Rồi, gì được rồi. Bây giờ mới sang cái level 2 thôi. Cái kế hoạch ngày mai là cái gì? Sản xuất đạn dược á, thì tất cả thành viên cộng 8 điểm stress luôn. Mỗi thành viên thì nhận được 35 đồng. Thôi nghỉ ngơi đi, cho mấy em nó nghỉ ngơi. Ở đây, ông này là ông nào nữa đây? Nói chung là mình được thưởng thêm cái gì đó. Cái này giá 120 lận. Cái này thì khi mà mình ngồi xuống á thì bắn nó nhanh hơn 16%. Nói cái này giảm stress cho em đó. Ăn bento nè em. Rồi về không? Mày Magi nãy giờ chết nhiều nha. Mày Magi không có giáp hay gì á. Cái giáp này hồi nãy là cái gì ta? Chào khoa hoàn thành. Tôi cần cái siêu nè.
我感到了更大的责任。 Amor 啊， đây 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 đây, thấy cái này không? Rồi tạm gì đi. Ủa cái này mình có rồi hả? Vậy thôi cho em này. Ủa sao đây nặng nữa, em mang có cái vũ khí một mà. Đều có một cái vũ khí mà còn nặng nữa thì biết sao bây giờ. Mấy cái khiên này có trọng lượng đâu mà nó lại nặng ta. Tính giờ đến lượt mình nặng. Chơi kỹ kỹ lại. Vẫn là ngày nghỉ thôi. Cái gì? Cái này là cái gì? Tiếp tục nghỉ ngơi thôi, không cần làm việc đâu. Đó, bây giờ mình lên được rồi đó. Bây giờ có thể mua được cái nội thất trên sàn, trên tường hay là dưới đất. Trên trần, trên tường đi. Trời ơi, cuộc sống của mấy em nó khổ. Mấy waifu của tôi. Cái đống gác này chỉ bán nó thôi. Chiến binh lăn trả gì đất nước mà bị đối xử như thế này nè. Có mua được cái gì trong đó về trang trí nhà cửa cho mấy em đó không ta? Đây 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 đây, mua được mấy cái đồ nội thất rồi nè. Có máy giặt. Thêm một chậu hoa nữa. Có giường ngủ không? Cho hai em nó ngủ chung với nhau. Rồi ngủ gần máy giặt nó ồn ào lắm.
Đó, cuộc sống nó khá giả hơn tí đó. Kéo lên cái em nó nhăn cái mặt lên nào. Dậy, dậy, ngủ cái gì? Rồi ngủ đi em. Game này giống mà nuôi gái ảo hơn là mấy cái nhiệm vụ đấm nhau nữa. Hôm nay cũng còn chơi thôi, hôm nay cũng chơi tiếp luôn. Đây là cái cửa hàng vũ khí của mình nè, hai phụ kiện giống hệt nhau, mình có thể là dạng như nâng cấp lại để lên thiết bị cao hơn. Cũng có tiếp, không cần làm việc đâu mấy em. Chà nội nào nữa đây, tôi là một cái dạng như cái gì ở địa phương đó. Chừng nào mình mới có waifu mới vậy? Ô ngon gì. Tạp chí thời trang. Một quyết định正确的决定. Sắp hết tiền rồi, mình cần cái gì đó. Cái này bèo quá, bán không được nhiều hết, bán hết đi. Chơi chip, chơi mà chơi chip. Cái này là nhà phát hành họ gợi ý cho tôi nó nha, chứ tôi không biết gì hết. Tôi cảm thấy là càng đại trách nhiệm. Rồi, ta tiếp tục đi nhiệm vụ thôi. Đi qua cửa 4 để làm cái gì đó. Bên đây đi, biến đi đó. Nhắc nhở thêm là đội trưởng, mình chưa có nhận được món quà gì cả. Ông cho mình hai điếu xì gà với hai cái gì đó. Nhanh quá chưa kịp đọc. Mấy chiếc bơm này cũng đặt vô đây được nữa hả? Không, không chơi Magi đâu, phái em cho anh của tôi thôi. Không đến tí mà.
还不错嘛。 挺好的。 Thôi thôi đừng uống rượu nữa em ơi. Nhi xin nào khu chú ye xing. Đây là xì gà nè. Rượu nè, rượu nè. Sách nè. Mình em sẽ ăn cân hết đội hình này. Tôi đi vô đây là đứng cho có vui thôi. Lý sở đương nhiên cái thắng. Trời thế gì dữ vậy? Có gái nào mới không? Mình sẽ sử dụng được cái phòng chờ này hai lần một ngày thôi. Đây ạ. Gì đây? Hello, anh ở hiện trường của em đây. Nếu như mình muốn cái thứ gì đó em nó có thể giúp được nên tí mong. Mình chỉ có mấy cái điểm action này ở đây thôi, vô đây là để giải trí cho mình thư giãn đầu óc một tí. Mua nội thất cho mấy em nó thôi. Ủa, mang được mà không bị nặng luôn à? Sai ra, không có đi chung với nhau. Đêm này đi ngủ bên đây rồi đi qua đây ngủ tiếp. Tối ngày ngủ. Không biết sao lên tim được ta. Đi thử ngày nữa đây. Bắt đầu không có gái mới là lười chơi đó. Mình bắn sniper nên mình có thể bắn được từ rất xa luôn rồi. Lên đi em, anh cover cho.
Nhanh gì? Mở được thêm cái phòng chờ này. Mình sẽ nâng lương. Rồi lương cơ bản giảm đi mà quân địch nó cũng yếu hơn. Biết gì không đổi rồi. Trời ăn nhậu hả? Hai em này thôi cho ăn nhậu luôn. Không có ai bán cái gì cả. Game này bắt đầu rớt vô cái lối mòn này. Thôi, nghỉ ở đây thôi. Game này thiếu mỗi cái USD đầu tư cho đẹp á, chứ ngoài ra là tạo hình mấy em quay full như thế này là quá ngon nghẻ rồi. Cầm chuột kéo lên kéo xuống nè, nhìn thấy cái chân ngoe ngoe đã không, có ngồi ghế không? Ừ có luôn rồi. Rồi sao ngồi xây qua bên phải em, cái bạn bên đây mà. Rồi thôi ok, bye bye anh em.